tính khẳng định nội môi, để chúng ta thấy được là cái vai trò của các cái dịch cơ thể này. Nếu như mà chúng ta hiểu biết về nó thì trên thực hành lâm sàng chúng ta sẽ chủ động hơn rất là nhiều. Đấy, thế thì những cái từ khóa khi chúng ta nói về dịch cơ thể thì cuối cùng chúng ta phải định nghĩa dịch cơ thể nó là cái gì, nó gồm có những thành phần nào, thì vừa rồi tôi đã nói rồi đúng không ạ. Nhưng mà thành phần trong mỗi một cái loại dịch đấy thì thành phần của nó là cái gì mình phải nắm được, bởi vì mình phải nắm được và mình phải nắm được cái giới hạn bình thường của nó là cái gì thì mình mới điều chỉnh được trên lâm sàng ấy, đúng không ạ. Và trong dịch đấy nó có thành phần như vậy, chức năng của mỗi cái thành phần trong dịch cơ thể đấy nó là cái gì, làm sao cái dịch cơ thể nó tạo thành được, đúng không ạ. Rồi cái lưu hành của cái dịch cơ thể này trong cơ thể nó như thế nào, nó chịu ảnh hưởng của những yếu tố gì, thì đấy là những cái từ khóa rất là đơn giản. Đấy, thế thì cái hình này nó chỉ tóm tắt lại cái mà tôi vừa trao đổi với các bạn thôi. Tuy nhiên, ở chỗ này thì tôi lại muốn các bạn nhớ các cái con số này. Như vậy khi nói đến dịch cơ thể thì thực chất nó là nước và các chất hòa tan, đúng không ạ? Và dịch cơ thể nó sẽ chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể. Ví dụ như một bạn 70 cân thì 42 cân, 6740 mà, 6742 tức là 42 kg là nước và các chất hòa tan. Như vậy cái phần dịch cơ thể chiếm 42 kg, đúng không ạ? Chỉ còn có 28 kg là cơ này, là mỡ này, là xương này. Thế còn lại 42 kg là dịch, bạn thấy nhiều không ạ? Đấy. Thế trong cái dịch mà chúng ta vừa ban nãy nói là nó có cái dịch ở trong tế bào đấy và dịch bên ngoài tế bào ấy, thì cái dịch trong tế bào chiếm phần rất nhiều. Trong cái dịch cơ thể này thì 2/3 là dịch ở trong tế bào, hay còn gọi là dịch nội bào. Đấy, thì cái dịch nội bào này nó sẽ chiếm khoảng 40% trọng lượng cơ thể. Như vậy chúng ta thấy một ông mà 70 kg thì 7428 28 lít nước nó sẽ nằm ở trong tế bào. 28 lít nước và các chất hòa tan nó nằm trong tế bào. Thế còn 20% trọng lượng cơ thể, tức là 2714, tức là 14 lít nước là nó sẽ nằm ở bên ngoài tế bào thôi. Tức là 14 lít nước này nó sẽ được phân bổ ở bên ngoài tế bào. Và cái quá trình để trao đổi chất giữa cái dịch ở bên trong tế bào với cái dịch ở bên ngoài tế bào này, đấy chính là giúp để cho tế bào có các cái chất, rồi có oxy chuyển hóa, rồi lại đào thải CO2, đào thải các chất cặn bã ra khỏi tế bào. Thì các cái con số này các em nhớ. Tí nữa sẽ hỏi xem là thế thì tại sao em là bác sĩ lâm sàng em lại phải nhớ cái lượng dịch ở lượng dịch này. Đấy. Thế thì đấy là trong cái dịch ngoại bào này, 14 lít dịch ngoại bào của cái ông 70 kg này, tức là 20% trọng lượng cơ thể đấy, thì nó sẽ được phân bổ đa phần là sẽ là dịch kẽ, đúng không ạ? 15% cái dịch trọng lượng cơ thể, tức là ông này 70 kg thì 10,5 lít nước là nằm ở trong khoảng kẽ giữa các tế bào. Đấy, cái dịch mà dùng để trực tiếp trao đổi các tế bào chính là dịch kẽ này, thì nó chiếm khoảng 10 lít rưỡi. Thế còn chỉ có 5% trọng lượng cơ thể, tức là 5735, 3 lít rưỡi thôi, là huyết tương. Như vậy là cái lượng máu mà chảy ở trong thành mạch ấy, trong toàn bộ cái mạch ở trong cơ thể chúng ta chỉ có 3 lít rưỡi thôi, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà thế còn lại một cái lượng dịch không đáng kể, nó là dịch bạch huyết rồi dịch xuyên bào. Thế tuy là không đáng kể nhưng mà nó lại đóng vai trò rất là quan trọng. Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ nói cái vai trò quan trọng của nó. Thế như vậy chúng ta mới hình dung là như vậy là tất cả các tế bào của chúng ta là nó sẽ nhúng trong cái 14 lít nước này. Đấy. Và việc của ông bác sĩ làm sao cho cái 14 lít nước dịch ngoại bào này, nó phải ổn định về lượng dịch, ổn định về thành phần của các chất ở trong cái dịch đấy, đúng không ạ? Đấy, thế thì trên thực tế là ông bác sĩ như chúng mình thì có xét nghiệm được dịch kẽ đâu. Chẳng bao giờ mình xét nghiệm được dịch kẽ cả, bởi vì chẳng bao giờ mình có dùng cái kim để chọc được vào khoảng kẽ mà xét nghiệm dịch kẽ của tế bào. Nhưng mà rất là may là dịch kẽ với huyết tương ý, là nó thông thường với nhau, đúng không ạ? Nó chỉ bị ngăn cách bởi mỗi cái màng mạch thôi.
Đấy, cho nên nó thông thương với nhau. Và vì thế cái thành phần của huyết tương và thành phần của dịch kẽ nó na ná như nhau và nó được trao đổi thông thương rất là nhanh. Thế cho nên các cái xét nghiệm trên lâm sàng mà để các em xem là cái nội môi của ông này bị bất ổn về cái gì là các em cho xét nghiệm máu. Đúng không ạ? Đấy, đấy là cái lý do vì sao trên lâm sàng tôi lại cứ phải cho xét nghiệm máu. Đấy, đấy là lý do căn bản là chúng ta xem là cái nội môi của ông này này đang bị bất ổn về cái gì. Đấy, và với cái thông tin về máu của bệnh nhân thì bạn quan tâm đến là pH máu thế nào, đúng không ạ? Bạn quan tâm xem là bệnh nhân này có sốt hay không. Bởi vì sốt là nó sẽ làm thay đổi cái nhiệt độ của cái ông dịch ngoại bào, đúng không ạ? Đấy, thì cho nên là vai trò của mấy bạn điều dưỡng ý, là cực kỳ quan trọng. Mặc dù chỉ là cái việc cặp nhiệt độ rất là đơn giản hàng ngày, nhưng mà chỉ cần lơ là đặt cái đầu áp đầu 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 cặp nhiệt độ thủy ngân không đúng họng nát một cái, hoặc là không đặt sâu vào trong trực tràng là bạn đã cặp sai nhiệt độ rồi. Mà cặp sai nhiệt độ là ông bác sĩ ông không có đầy đủ thông tin để ông điều chỉnh cái ổn định nội môi cho bệnh nhân. Đấy, cho nên là cái vai trò của bác sĩ nhiều khi chỉ là đo các cái chức năng sống thôi, nhưng các bạn thấy nó rất là quan trọng, bởi vì chính những cái dấu hiệu chức năng sinh tồn đấy nó lại phản ánh các cái thông tin về dịch ngoại bào, thông tin về nội môi cho mình, đúng không ạ? Đấy, thế còn các cái xét nghiệm các cái thành phần trong máu sẽ thấy được là mình sẽ phát hiện được là đường bất ổn, thế là mình tìm nguyên nhân xem là tại sao đường của ông này bất ổn để mình điều chỉnh, đúng không ạ? Đường ông này cao trong máu là do ông ấy vừa ăn nhiều quá nhiều đường, hay là do ông ấy bị đái tháo đường. Đái tháo đường này là đái tháo đường tiếp 1 hay đái tháo đường tiếp 2. Đấy, thì lúc đấy bắt đầu bạn tìm các cái bất ổn, rồi bạn tìm các cái nguyên nhân dẫn cái bất ổn của cái nội môi này để mà mình điều chỉnh. Đấy, thế cho nên là các cái xét nghiệm máu hiện nay mà chúng ta vẫn đang làm cho bệnh nhân là nhằm mục tiêu để phát hiện các cái bất ổn về nội môi của bệnh nhân. Đấy, thế thì các cái xét nghiệm thông thường mà bạn vẫn làm thì đấy là các cái xét nghiệm cơ bản. Ví dụ như là xét nghiệm công thức máu là xét nghiệm cơ bản, xét nghiệm sinh hóa cơ bản là xét nghiệm cơ bản, xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu là xét nghiệm căn bản, đúng không ạ? Thì đấy là những cái xét nghiệm cơ bản. Nhưng sau này nếu như bạn thấy nó có thể bất ổn về các cái yếu tố khác, như là các cái bất ổn về miễn dịch chẳng hạn, thì các bạn đã phải chỉ định các cái xét nghiệm miễn dịch sâu hơn. Nếu bạn phát hiện ra bất ổn về mặt hormone chẳng hạn, thì bạn lại phải cho xét nghiệm về mặt hormone sâu hơn theo cái nguyên lý trục nội tiết hôm qua chúng ta đã trao đổi, hôm nọ chúng ta đã trao đổi. Hoặc nếu bạn phát hiện là cái bệnh nhân này có thể bất ổn về khí máu chẳng hạn, thì bạn phải cho làm khí máu. Đấy, thì đấy, tất cả các cái xét nghiệm mà các bạn đang cho bệnh nhân làm trên lâm sàng hiện nay mục đích chỉ để là phát hiện các cái bất ổn về nội môi thôi, đúng không ạ? Và bước tiếp theo mình mới xem nguyên nhân bất ổn đấy là gì, thì mình mới tìm các cái cách để đưa nó về khẳng định nội môi. Đấy, cho nên vai trò của ông bác sĩ giỏi với ông bác sĩ dốt chỉ khác nhau là tôi biết cái vai trò của tôi nhá, là tôi dùng cái thuốc này là để đưa cái cân bằng nội môi này rơi vào về bình thường. Thế thôi. Và tôi đưa được về bình thường tức là tôi làm xong nhiệm vụ của ông bác sĩ, và đấy là bác sĩ giỏi, đúng không ạ? Và khi bạn đã hiểu được các cái cơ chế điều hòa của cơ thể thì cái việc bạn đưa về bình thường là bạn sẽ rất là chủ động. Đấy, thế thì chỉ có 5% trọng lượng cơ thể là huyết tương thôi và 15% trọng lượng cơ thể là dịch kẽ. Mấy cái con số này bạn nhớ là bởi vì sau này đấy, khi mà mình truyền máu cho bệnh nhân chẳng hạn, thì đứng trước một bệnh nhân thì mình cũng sẽ quyết định thông thường ở người bình thường thì 5% trọng lượng của bệnh nhân sẽ là cái lượng huyết tương. Thế thì mình mới áng chừng được là ông này ông mất bao nhiêu máu để mà mình truyền cho nó phù hợp, đúng không ạ? Thì sau này ở trong các cái bài giảng sau đại học thì tôi tin là các bạn sẽ tính được cái lượng dịch bù cho bệnh nhân bao nhiêu là đủ. Và nếu mà họ bị thiếu natri, tức là một cái thành phần chất trong cái nội môi đấy bị thay đổi, thì bạn sẽ làm thế nào bạn tính lượng bù cho bệnh nhân một cách hợp lý. Thì đây là những cái nền tảng cơ bản để chúng ta tính cái lượng bù dịch, bù điện giải, bù đường, bù các loại bù khác nhau, đúng không ạ? Bù các chất dinh dưỡng, kể cả cho thở oxy, bạn cũng phải dựa vào cái nồng độ oxy, khí máu CO2 trong máu để mà bạn tính cái lượng bù
cho nó phù hợp, đúng không ạ? Thì đây là cái nền tảng để chúng ta tính. Thế thì chắc là với các cái câu hỏi thi của mức độ E2 thì chúng tôi sẽ có thể chưa yêu cầu các bạn tính toán quá quá là kỹ, nhưng mà những cái con số cơ bản này thì nó sẽ được vận dụng để trong một số các cái tình huống nhất định. Đấy, thế còn dịch bạch huyết thì nó liên quan như thế nào với huyết tương? Huyết tương với dịch kẽ thì mình nhìn thấy hai ông này liên quan với nhau rất là chặt chẽ rồi. Đấy, và tôi có thông tin về huyết tương là tôi biết được thông tin về dịch kẽ rồi. Thế còn ông dịch kẽ với ông dịch bạch huyết này này thì ông ý liên quan gì với nhau? Đấy, thế tí nữa trong một cái hình khác thì tôi sẽ mô tả cái mối liên quan giữa dịch kẽ và dịch bạch huyết để chúng ta thấy rõ được cái mối liên quan. Dịch bạch huyết là cái thứ mà các bạn ít khi dùng trên lâm sàng, trong một số bệnh nhất định thì nó mới được đề cập đến, đúng không ạ? Ví dụ như cái bệnh phù chân voi chẳng hạn thì các bạn mới được đề cập đến, còn lại thì các bạn ít được đề cập đến. Đấy. Thế thì chúng ta lưu ý ở đây này là cái dịch cơ thể, mặc dù ở đây tôi lấy con số 60% trọng lượng cơ thể, đây là con số trung bình, nhưng trên thực tế thì cái con số này nó sẽ dao động từ 45-75% tùy thuộc vào lượng mỡ của cơ thể. Đấy, tức là nếu mà người nào càng béo ấy thì thực ra cái lượng dịch cơ thể nó lại càng ít, mà người nào càng gầy hay là càng nhiều cơ ấy thì cái lượng dịch nó lại càng nhiều. Lý do là bởi vì trong cái mô mỡ ấy thì nước chỉ chiếm có 10% thôi. Đấy, cho nên những người béo thì nước thì ít nước. Đây là những người mà nhiều mỡ, béo mà nhiều mỡ ấy, thì ít nước. Thế cho nên cái lượng dịch ở trong cơ thể những người béo này là thường ít. Đấy, thế còn 70% nó nằm ở trong các mô khác, như mô cơ là 70% là nước, các cái mô khác nó chiếm 70%. Đấy, thế cho nên là đối với những bệnh nhân mà họ muốn giảm cân ấy, tại sao bạn cứ phải khuyên họ là uống nhiều nước lên? Bởi vì khi giảm cân thì cái lượng mỡ nó giảm đi và nó có thể chuyển một phần, nó sẽ được thay thế các cái lớp cơ nó sẽ có thể là tăng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình sẽ phải uống nhiều nước lên để nó bù cho các cái đi vào các cái hệ thống cơ quan khác. Thì mấy cái con số này các bạn cũng lưu tâm, người ta cũng có thể hỏi các bạn để xem là đứng trước một cái bệnh nhân mà béo thì cái lượng dịch trong cơ thể nó sẽ bạn tính toán thế nào. Người ta nhiều cơ bắp chẳng hạn, nhiều cơ bắp thì cái lượng dịch ở trong cơ thể bạn sẽ ước chừng như thế nào. Nữ thì có lượng nước ít hơn nam, vì là nữ thì ít cơ hơn, hay là cái cơ của nữ nó nhỏ hơn và cái mỡ dưới da thì nhiều hơn. Cái tuổi càng cao thì lượng nước cơ thể càng giảm, bởi vì các cái mô nước thì nó bị thay thế bằng mô mỡ. Ví dụ như cơ chẳng hạn, bạn thấy cơ nhẽo đi và dần dần nó cũng bị thay thế bằng các mô mỡ. Thế cho nên là tuổi cao thì cái lượng nước, lượng dịch trong cơ thể nó giảm xuống. Đấy, thì đấy là những cái lưu tâm để sau này chúng ta tính các cái cân bằng dịch theo lứa tuổi. Đấy, chúng ta cần lưu tâm này. Có ai hỏi gì chỗ này không ạ? Thế thì đây là cái bảng thành phần chi tiết của dịch nội bào và dịch ngoại bào, huyết tương với dịch kẽ và dịch ngoại bào, đúng không ạ? Và dịch nội bào đây, thì các bạn quan sát kỹ cái hình này đi và các bạn thử ra xem là nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy có những cái đặc điểm gì cần phải lưu tâm. Tôi cho các bạn một ít phút để các bạn ngắm nghía, xong rồi tôi sẽ nói. Và các bạn phát hiện ra cái gì thì các bạn có thể cứ đánh trên cái màn hình chat. Thấy gì không ạ? Đấy, như vậy nếu như chúng ta quan sát ở cái thành phần đầu tiên là ion nari thì chúng ta thấy là huyết tương với dịch kẽ nó cũng na ná như nhau, đúng không ạ? 142 với 139 mmol trên lít thì nó cũng na ná như nhau, nhưng nó cao hơn hẳn so với cả dịch nội bào. Như vậy chúng ta thấy dịch ngoại bào thì rất là nhiều nari, còn dịch nội bào thì ít, đúng không ạ? Nhưng kali thì ngược lại,
Kali trong dịch ngoại bào thì ít, mà trong dịch nội bào thì nhiều. Canxi thì trong dịch ngoại bào cũng nhiều, mà trong dịch nội bào thì ít. Đấy. Magie thì trong dịch ngoại bào lại ít, và trong dịch nội bào lại nhiều. Clo thì ngược lại, trong dịch ngoại bào thì nhiều, mà trong dịch nội bào thì ít. HCO3 trừ thì trong dịch ngoại bào cũng nhiều hơn. Đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng, còn các cái gốc phốt phát này thì ở bên ngoài dịch ngoại bào, à, bicarbonate, carbonate hoặc là phốt phát hoặc là sunfat, à, thì ở trong dịch ngoại bào thì ít. Đúng không ạ? Đấy, các thì khi mà quan sát ở đây thì các bạn sẽ rút ra mấy cái đặc điểm để mà sau này khi mà mình tính toán, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái việc của các bạn sẽ phải so sánh cái dịch huyết tương, dịch kẽ, dịch huyết tương với dịch kẽ thực ra nó đều là dịch ngoại bào cả, và so sánh với dịch nội bào. Thì cái phần so sánh này trong sách viết khá là kỹ. Thế nhưng mà ở trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy được là những cái ông nào mà ở trong dịch ngoại bào ấy mà nhiều thì ở trong dịch nội bào cũng ít, và ngược lại những ông nào mà trong dịch ngoại bào mà ít thì trong dịch nội bào nhiều. Là như vậy để nó còn giúp cho cái việc trao đổi chất thôi, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như natri, nếu như ở bên ngoài dịch ngoại bào mà nhiều thì nó sẽ có xu hướng đi vào trong bên trong tế bào, đúng không ạ? Thế vào bên trong tế bào, ở trên màng tế bào, các em nhớ là nó có cái bơm natri kali ATPase, cho nên nó luôn luôn có xu hướng bơm natri từ trong tế bào đi ra ngoài tế bào. Đấy, thì đấy là, và đối với kali nó ngược lại, là bởi vì cái bơm natri kali ATPase khi nó bơm natri ra thì nó lại đưa kali vào. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mà natri ở bên ngoài dịch ngoại bào thì luôn luôn cao hơn so với bên trong nội bào, và kali thì ngược lại. Đấy, thế thì tí nữa chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái phần này. Như đây là những cái các cái con số để các em có thể tự quan sát được. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa huyết tương với dịch kẽ trước. Thì chúng ta thấy là hai ông này thì chỉ ngăn cách với nhau bởi mỗi cái thành mao mạch thôi. Và sự trao đổi chất giữa nước và các chất hòa tan xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức như thế nào? Tức là 70% huyết tương được trao đổi với dịch kẽ trong vòng 1 phút. Đấy, cho nên khi mà bạn bù nước và điện giải hay bù các chất hay là chất dinh dưỡng cho bệnh nhân truyền qua đường máu ấy, thì lập tức nó cũng sẽ được đưa vào dịch kẽ rất là nhanh. 70% nó sẽ được chuyển vào dịch kẽ, và như vậy thì nó sẽ đi đến tế bào để cung cấp các cái chất dinh dưỡng hoặc điện giải hoặc oxy cho tế bào rất là nhanh, đúng không ạ? Và sau khi tế bào mà sử dụng xong, nó đào thải vào dịch kẽ thì nó cũng lập tức được đào thải vào trong huyết tương rất là nhanh. Đấy. Thế còn đối với huyết tương và dịch kẽ thì nồng độ nước và các chất điện giải tương tự nhau. Đấy, thế cho nên là cuối cùng cái việc mà bạn bù nước và điện giải hay bù các chất đưa vào trong máu thì nó sẽ lập tức được vào trong dịch kẽ, và từ dịch kẽ nó sẽ trao đổi rất là nhanh với dịch nội bào. Cho nên cái quá trình trao đổi chất tại tế bào ấy, là nó sẽ được diễn ra rất là thuận lợi. Thế chỉ có duy nhất một điểm khác thôi, là protein ở trong huyết tương thì rất là cao, nồng độ trong huyết tương rất là cao. Còn protein ở trong dịch kẽ, protein huyết ở trong dịch kẽ thì nó rất là thấp. Và cái lý do mà protein huyết tương cao là bởi vì chúng ta biết cái phân tử protein nó có kích thước lớn, nó không đi qua được thành mạch, cho nên nó sẽ được giữ lại ở trong lòng mạch. Và cái vai trò của protein là gì ạ? Là khi nó ở lại trong lòng mạch thì nó sẽ giữ nước ở lại trong lòng mạch. Giữ nước và nó tạo nên cái áp suất keo ở trong lòng mạch, đúng không ạ? Đấy, còn cái protein ở trong khoảng kẽ này thì nó rất rất là ít thôi. Đấy, còn nếu như mà vì một lý do nào đấy mà protein ở trong khoảng kẽ mà nhiều thì trên lâm sàng nó sẽ xuất hiện phù, đúng không ạ? Hoặc là tràn dịch ở các cái màng nhiều. Nếu như protein mà nhiều ở trong màng tim là tràn dịch màng tim, protein mà nhiều trong màng phổi là tràn dịch màng phổi. Đấy, thế mà protein nhiều ở trong các khoảng kẽ này nó sẽ dẫn đến dấu hiệu phù. Đấy, thế thì cái lý do mà cái lỗ mao mạch là nó sẽ không cho các cái protein này đi qua, đúng không ạ? Và nó sẽ giữ lại ở trong lòng mạch. Còn nếu như có một cái lượng đi qua nhất định thì sau này các em sẽ thấy là nó sẽ được dịch kẽ, nó sẽ được
nó dịch kẽ nó sẽ thông thương với dịch bạch huyết và nó sẽ đưa vào trong trong dịch bạch huyết để lấy đi các cái protein mà thừa không cần thiết ở trong khoảng kẽ. Đấy, thế như vậy chúng ta thấy à, cái ông dịch kẽ này này là cái ông khoảng kẽ này ông sẽ được thông thương với cái ông mạch bạch huyết. Tí nữa chúng ta sẽ nói về cái vai trò của mạch bạch huyết. Thế còn ông dịch ngoại bào, đây bây giờ chúng ta mới từ cái bảng đấy chúng ta rút ra mấy cái điểm là ông dịch ngoại bào thì có nhiều mấy thứ này, nhiều natri này, nhiều clo này, nhiều bicarbonate này, nhiều canxi này, nhiều đường. Thế còn ông dịch ngoại bào thì ít kali, ít magie, ít phosphat, ít axit hữu cơ. À thế như vậy là tế bào nó được tắm trong chất dinh dưỡng, tắm trong chất điện giải với nồng độ phù hợp. Đấy. Và cái thành phần của dịch ngoại bào này nó sẽ được điều hòa chặt chẽ bởi nhiều cái cơ chế khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là được điều hòa bởi thận. Đấy, thế cho nên là cái dịch ngoại bào này mà thừa chất gì hay là thiếu chất gì thì nó sẽ được điều hòa ở thận. Thì trong cái phần thận tiết niệu các em đã được học cái cơ chế tái hấp thu và bài tiết ở ống thận rồi, thì mục tiêu là để nó giúp cho điều hòa cái nồng độ các cái chất, nồng độ dịch, lượng nước ấy, lượng nước và nồng độ các chất ở dịch ngoại bào là rất là quan trọng. Thế còn dịch nội bào thì ngược lại là trong dịch nội bào, cái điểm đầu tiên là dịch nội bào của tất cả các tế bào là đều giống nhau. À, như vậy các cái lượng dịch mà ở trong tế bào tim thì nó cũng tương tự như là cái lượng dịch ở trong tế bào gan. Đúng không ạ? À, thành phần đấy. Và nó đều ít ion natri, ít clo, ít canxi và nó đều nhiều kali, phosphat, magie, sunfat, protein. Đấy, riêng protein thì nó cao gấp 4 lần protein trong huyết tương. Các em có biết lý do tại sao protein trong tế bào lại nhiều hơn ở trong huyết tương không? À, chúng ta nhớ là trong tế bào nó có cái nhân tế bào ấy, đúng không ạ? Nó tế bào sản xuất ra protein chính xác rồi. Đấy, tế bào sản xuất ra protein. Thế cho nên là nồng độ protein ở trong tế bào lúc nào nó cũng cao hơn ở trong huyết tương. Đúng rồi. Và khi nó sản xuất ra các protein đấy thì một là nó dự trữ protein trong tế bào. Hai là nó tạo ra các protein như là các cái chất đông máu này, như là các cái hormone này, đúng không ạ? Thì cái quá trình sinh tổng hợp protein ở trong tế bào. Đấy, thì chúng ta thấy được cái vai trò của cái dịch nội bào là nó giúp cho các cái hoạt động ở bên trong tế bào được xảy ra một cách thuận lợi. Đấy, thế thì cái điểm tiếp theo là có cái khái niệm huyết tương với huyết thanh. Có ai biết huyết tương với huyết thanh khác nhau nào? Làm thế nào để có huyết thanh? Huyết thanh là thành phần không có yếu tố đông máu. À đúng rồi, huyết thanh là thành phần không có yếu tố đông máu. Có nghĩa là nếu muốn có huyết thanh là bạn phải cho máu đông tự nhiên. Đúng không ạ? Thì cái phần còn lại nó chính là huyết thanh. Bởi vì tất cả các yếu tố đông máu nó đã được giữ ở trong cái cục đông rồi. Thế còn huyết tương, muốn có huyết tương là bạn làm thế nào? Máu lấy ra là bạn phải chống đông, đúng không ạ? Sau khi chống đông xong bạn quay ly tâm thì những cái thành phần hữu hình là các tế bào máu này nó sẽ lắng xuống dưới. Đấy, một phần màu đỏ này là tế bào hồng cầu này. Đấy, phần màu ghi ghi trắng trắng này là tế bào bạch cầu với tiểu cầu này. Và cái phần màu vàng nhạt bên trong sau khi ly tâm này, nó là huyết tương. Thế như vậy là muốn có huyết tương thì bạn phải cho máu vào trong một cái ống đã chống đông. Sau đó bạn ly tâm với số vòng phù hợp. Thế và trong một lít huyết tương ấy thì đa phần là nước thôi. 930 gram là nước. Chỉ có mỗi 70 gram là chất hòa tan. Trong 70 gram này thì 60 gram là protein. 8 gram là ion vô cơ như là ion natri, kali, clo rồi bicarbonate là chiếm khoảng 8 gram. 2 gram là các chất hữu cơ không phải protein như là đường này, như là lipid này. Và huyết tương thì nó cũng chứa các cái thành phần chất khác nhưng mà với một cái trọng lượng rất là nhẹ như là chất khí chẳng hạn, vitamin, hormone, enzyme. Hormone, enzyme thì nó là liên quan đến protein rồi, đúng không ạ? Sắc tố, chất khoáng, chất dinh dưỡng và các sản phẩm chuyển hóa. Đấy thì mấy cái con số này các bạn cũng lưu một chút. Thế thì
cái thành phần mà nhiều nhất ở trong huyết tương ấy, nó chính là protein, nó chiếm đến 60 gram. Đúng không ạ? Ngoài nước ra, nước là 930 gram rồi, nhưng mà riêng protein thì là 60 gram. Đấy, thì chúng ta quan tâm đến cái thành phần protein trong huyết tương. Thì trong cái bảng này này là các em đã có các cái bảng thành phần chủ yếu trong huyết tương rồi, chữ protein phần là từ 6 đến 8 gram decilit. Albumin là 3,5 đến 5,5 gram decilit. Globulin là 1,5 đến 3 gram decilit. Acid amin là 300 mg decilit. Đấy, thì đây là cái giá trị bình thường. Đấy, thì để thi thì các em phải nhớ. Tất nhiên hiện nay trên lâm sàng thì người ta cũng không bắt các em nhớ các cái giá trị này, bởi vì nó sẽ có cái cột giá trị bình thường. Thế là chúng ta chỉ việc so sánh cái xét nghiệm, cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân với cái cột giá trị bình thường là chúng ta có thể chẩn đoán được là giảm hay tăng rồi. Thế tuy nhiên là trong thi cử thì các em lại phải nhớ những cái giá trị bình thường này, để chúng ta biết được là một cái ca lâm sàng khi họ cho cái giá trị xét nghiệm thì cái giá trị đấy nó sẽ là tăng hay là giảm. Đúng không ạ? Nó là bình thường hay là bất thường thì các cái giá trị này các em phải nhớ. Đấy. Thế thì đấy là cái điểm lưu ý thứ nhất khi các em học cái này. Đúng không ạ? Bởi vì các cái thông thường khi mà các cái ca lâm sàng họ hay cho các cái câu hỏi liên để kiểm tra xem các em có thuộc các giá trị bình thường hay không. Rồi họ sẽ cho các cái câu hỏi để nhận định xem là cái giá trị xét nghiệm mà họ đưa ra như vậy thì là thấp hay là cao. Và có thể là họ sẽ hỏi các em nguyên nhân tại sao. Đấy. Thế thì về thành phần của protein huyết tương thì trong 60 gram đấy thì đa phần là albumin. Chủ yếu 60% của nó là albumin. Đấy, phần còn lại là globulin và fibrinogen. Đấy, chức năng của cái protein huyết tương thì cái chức năng đầu tiên là nguồn dự trữ acid amin cung cấp cho tế bào. Thì cái này các em tự bịa được, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chất mang. Như buổi trước chúng ta cũng đã học rồi đấy, đúng không ạ? Trong chương tiêu hóa thì các em thấy là muốn hấp thu, muốn vận chuyển các cái chất từ ruột đến gan này, xong lại từ gan đến mô này, thì nó đều phải có các cái protein mang cả. Đấy, hoặc là sắt thì gắn với các protein mang transferrin để được vận chuyển trong máu. Rồi các ion, rồi các sắc tố, các hormone, các thuốc mà muốn di chuyển được trong máu là nó đều cần phải được gắn với các cái protein mang. Thế cho nên cái vai trò chất mang của protein rất là quan trọng. Cái vai trò thứ ba là vai trò đệm. Để lúc nào nó cũng duy trì cái pH máu là 7,35 đến 7,45. Đúng không ạ? Thì cái protein nó giống như là một cái buzzer nhẹ. Và cái chức năng của protein là vì nó sẽ sản xuất ra các cái thành phần là chất gây đông máu, đúng không ạ? Thế cho nên là khi mà có tổn thương, máu đông lại, đấy thì nó sẽ bịt kín cái chỗ tổn thương đấy và nó sẽ không cho vi khuẩn virus xâm nhập từ bên ngoài vào. Và cái chức năng rất là quan trọng của các protein huyết tương là nó tạo áp suất keo. Khi mà trong lòng mạch mà có các cái protein là nó sẽ giữ được nước ở trong lòng mạch và nhờ các cái áp suất keo này. Thì đây là các cái chức năng của nó thì các em cũng cần nhớ. Và các cái thành phần ở trong huyết tương này thì các em cũng cần phải nhớ. Đấy, thì khi mà đi bổ sâu về chức năng của từng thằng một, ví dụ chủ yếu là albumin thì ông albumin này chiếm đến, tuy là ông chỉ có 42 gram, tức là 60 gram nhân 60% là khoảng 36 gram, đúng không ạ? Nhưng mà ông lại tạo ra 80% của áp suất keo. Cho nên những cái bệnh nhân mà ăn không đủ albumin, như là suy dinh dưỡng protein ấy, hoặc là các cái bệnh gan mà không sản xuất đủ albumin, thì câu chuyện là gì ạ? Thì câu chuyện là gì? Nếu mà không đủ áp suất keo thì câu chuyện là gì? À đúng rồi, phù. Không đủ áp suất keo tức là nước nó không được giữ lại ở trong lòng mạch, cho nên nó sẽ thoát mạch để đi vào khoảng kẽ và dẫn đến triệu chứng phù trên lâm sàng, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái, cho nên đứng trước một bệnh nhân phù thì các em lập tức phải kiểm tra xem là albumin máu, protein toàn phần ở trong máu thế nào, albumin máu trong máu thế nào, đúng không ạ? Kiểm tra xem chế độ ăn của bệnh nhân thế nào,
có bị thiếu protein hay không. Thì protein là cái thứ mà không bao giờ được thiếu trong bữa ăn, kể cả những bệnh nhân muốn giảm cân, đúng không ạ? Nó đòi hỏi phải có một cái chế độ ăn tối thiểu về hàm lượng protein. Đấy thì đấy. Thế còn globulin thì nó chỉ chiếm 40% thôi. Thế và khi mà chia ra thì nó sẽ có alpha 1 globulin chiếm 4%, alpha 2 globulin chiếm 8%, beta 1 globulin 7%, beta 2 là 4% và gamma globulin là 17%. Ôi, cô bắt em nhớ nhiều con số thế. Đấy. Thế thì những cái con số này nó sẽ liên quan đến chức năng của mấy cái ông này. Mặc dù trên xét nghiệm lâm sàng thì ít khi các bạn, trong các cái xét nghiệm cơ bản thì bạn chỉ cho xét nghiệm protein toàn phần này, xong bạn cho xét nghiệm albumin này, bạn có thể cho định lượng globulin toàn phần này, đúng không ạ? Sau đó để bạn tính cái tỷ lệ A trên D. Thế nhưng mà ít khi mà bạn cho các cái xét nghiệm thành phần của globulin, chỉ trong những cái trường hợp rất là đặc biệt thì bạn cho. Vậy thì nó sẽ có những cái chức năng khi nào thì bạn sẽ cho các cái xét nghiệm cơ bản này. Đấy thì có thể mình sẽ cần phải suy nghĩ tiếp thêm. Thế nhưng mà cái tỷ lệ A trên D nếu bình thường là albumin bao giờ cũng lớn hơn globulin, vì nó chiếm 60% mà ông globulin chỉ có 40% thôi. Cho nên tỷ lệ A trên D thông thường là lớn hơn 1. Và cái tỷ lệ protein toàn phần thì ở trong máu nó có một cái giới hạn hằng định, như ở cái bảng trên này bạn thấy là lúc nào nó cũng cần phải đạt được một cái giới hạn là từ 6 đến 8 gram decilit. Thế còn nếu mà nó thấp hơn cái giới hạn này thì chúng ta chẩn đoán là giảm protein trong máu, đúng không? Và dẫn đến là trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có phù. Và muốn xử lý cái phù này của bệnh nhân là bạn phải thay đổi chế độ ăn cho bệnh nhân. Mà thay đổi chế độ ăn không được thì bạn phải bổ sung bù protein truyền cho bệnh nhân, đúng không ạ? Đấy. Thì các cái con số này bạn phải nhớ để mình đứng trước bệnh nhân mình biết được là trong cái protein toàn phần này mà bệnh nhân thiếu thì họ thiếu nhiều cái thành phần nào, thiếu nhiều albumin hay thiếu nhiều globulin. Thế nhưng trong các cái trường hợp viêm thì cái tỷ lệ A trên D nó sẽ đảo ngược. Bình thường là nó lớn hơn 1. Thì bây giờ nếu mà trong trường hợp viêm thì globulin nó được sản xuất ra rất nhiều để thực hiện các cái nhiệm vụ chống viêm của nó. Cho nên tỷ lệ A trên D sẽ nhỏ hơn 1. Và khi bạn thấy được cái tỷ lệ A trên D nhỏ hơn 1 thì nó là cái gợi ý là bệnh nhân này có viêm, đúng không ạ? Đấy. Và lúc đấy bạn sẽ cần phải quan tâm đến cái ông globulin. Thế thì alpha 1 globulin thì việc của nó là tạo ra các cái glycoprotein và các lipoprotein. Nhưng mà chủ yếu lipoprotein ở đây là HDL, tức là các cái cholesterol mà có trọng lượng phân tử cao. Cholesterol tốt nó có nhiệm vụ là sẽ vận chuyển mỡ đến tế bào và ngăn cản các cái lắng đọng cholesterol trong thành mạch. Đấy, cho nên là trong cái profile thì bao giờ mình thích thằng HDL cao, đúng không ạ? Thằng alpha 2 globulin thì haptoglobin, tức là nó gắn với cả hemoglobin ấy, hoặc là bromin này, erythropoietin này, angiotensinogen này. Như vậy là mấy cái ông hormone mà hôm trước mình có bàn đến là có bản chất nó liên quan đến câu chuyện của alpha 2 globulin. Thế còn thằng beta globulin thì nó lại là các lipoprotein mà có trọng lượng phân tử thấp. Thế thì những cái thằng có trọng lượng phân tử thấp này nó sẽ vận chuyển cholesterol và axit béo đến mô, và nó sẽ làm lắng đọng các cái cholesterol ở thành mạch. Đấy, cho nên mình không muốn là cái thằng LDL này tăng cao, mà mình muốn là nó thấp thôi, đúng không ạ? Ở thấp ở một cái mức chấp nhận được thôi, để nó làm cái nhiệm vụ là vận chuyển cholesterol và axit béo đến mô thôi, nhưng mà nó không làm tăng cường cái việc lắng đọng cholesterol ở trên thành mạch. Thế còn thằng gamma globulin là chứa các globulin miễn dịch. Đấy, cho nên trong các cái phản ứng viêm, nếu mà tăng thì sẽ chủ yếu là tăng các thằng gamma globulin. Và chủ yếu là IgA này, IgG, IgM. Đúng không ạ? IgD, IgE. Thì đây là những cái thằng mà nó là các globulin miễn dịch. Đấy. Thế còn fibrinogen thì nó do gan sản xuất. Và bình thường thì fibrinogen nó là protein hòa tan. Nhưng mà khi mà liên quan đến cái câu chuyện đông máu mà fibrinogen nó được chuyển thành fibrin thì nó lại là dạng sợi đơn, rồi nó trùng hợp với nhau để tạo thành các cái cục đông.
để bịt kín chỗ tổn thương. Đấy, thế thì từ đây thì các em mới thấy được là à, như vậy cái vai trò của ông protein huyết tương là nó có rất là nhiều các cái vai trò khác nhau, đúng không ạ? Như là vai trò tạo áp suất keo này, vai trò liên quan đến vận chuyển mỡ, rồi vai trò liên quan đến tạo thành các cái hormone, vai trò liên quan đến chức năng miễn dịch, rồi vai trò liên quan đến đông máu, đúng không ạ? Đấy thì đấy là các cái chức năng của protein. Thế thì bây giờ các em mới nhìn thấy đây là động mạch này, đúng không ạ? Từ các động mạch này nó sẽ cho ra các cái tiểu động mạch, rồi các tiểu mao động mạch. Thế còn đây là các tiểu mao tĩnh mạch này, xong rồi tiểu tĩnh mạch, rồi đến tĩnh mạch. Thế như vậy đây chính là cái nơi mà mao mạch. Và thực chất cái quá trình trao đổi chất tại mô ấy là nó sẽ diễn ra ở các cái mao mạch này. Đấy. Thế thì bây giờ mình mới xem là à, cái ông dịch kẽ là nó ở khoảng kẽ của các tế bào. Thế như vậy là bạn mới thấy là à, khoảng kẽ của các tế bào này. Thế thì bản thân khoảng kẽ này nó sẽ tiếp xúc với máu, tức là tiếp xúc với máu thông qua các cái thành mao mạch rất là nhiều. À, như vậy thực chất cái quá trình mà tế bào muốn trao đổi được là nó sẽ phải được có các mạch máu, đúng không ạ? Được đưa đến tận các cái mô, tận các cái tế bào này. Và khi các mạch máu đến đây rồi thì dịch huyết tương ở trong cái thành mạch này nó phải được trao đổi với các cái dịch kẽ ở đây. Đấy, rồi từ dịch kẽ này nó mới đi vào trong tế bào. Đấy, thế cho nên là mình vừa rồi thì mình đã mô tả cái ông huyết tương rồi. Mình biết ông đấy quan trọng là bởi vì ông ấy sẽ phản ánh cái ông của dịch kẽ rồi. Nhưng mà mình không biết là cuối cùng thì cái vai trò mà để thực sự thực hiện cái quá trình trao đổi chất, mình nói là ở mao mạch, nhưng thực chất nó sẽ diễn ra ở trong cái chỗ dịch kẽ mà tiếp xúc với cái chỗ mao mạch. Hình dung không ạ? Đấy, thế cho nên dịch kẽ là dịch nằm ở khoảng kẽ, dễ hiểu rồi. Chức năng thật của cái dịch kẽ này là trao đổi chất với tế bào. Mà muốn trao đổi chất được với tế bào, tức là nó phải lấy oxy và lấy chất dinh dưỡng từ các cái mao mạch này đi vào dịch kẽ, đúng không ạ? Rồi các cái oxy và chất dinh dưỡng mới đi vào trong tế bào, và tế bào mới thực hiện các cái quá trình chuyển hóa để đào thải CO2 và đào thải các chất dinh dưỡng, đào thải các chất cặn bã để đi vào cái dịch kẽ này. Rồi từ dịch kẽ đấy thì các cái chất thải lại đi vào trong mao mạch. Thế cho nên cái cơ chế trao đổi chất ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cấu trúc thành mạch và phụ thuộc vào sự chênh lệch của các áp suất. Đấy, thế thì cái câu hỏi mà các bạn đọc đến chỗ này, các bạn sẽ thường đọc là cô đang giải đi vào chi tiết quá. Thực chất cái mà em đang muốn hỏi ý, là tại sao cũng là cái chỗ mao mạch này, thì ở tại cái phần mao động mạch này thì dịch và các chất hòa tan lại có thể đi được vào dịch kẽ, để rồi từ dịch kẽ đi vào trong tế bào. Thế còn ở cái đầu tĩnh mạch này thì tại sao lại có cái việc là dịch kẽ đấy, nó lại hấp thu được vào trong tĩnh mạch, rồi các chất hòa tan nó lại được hấp thu vào trong tĩnh mạch đấy, để đi theo dòng máu tuần hoàn về tim đấy. Bởi vì cùng là mạch máu cả, đúng không ạ? Đấy, thế thì chỗ này cô làm rõ cho em xem là cô nói cái quá trình trao đổi chất là nó diễn ra tại mao mạch này, em đồng ý rồi. Nhưng mà tại sao ở mao động mạch thì oxy và các chất hòa tan cùng dịch sẽ đi được vào dịch kẽ, thế còn ở đầu mao tĩnh mạch thì CO2 rồi các chất độc rồi dịch lại đi từ dịch kẽ vào trong tĩnh mạch, đúng không? Đấy là cái câu mà chúng ta cần phải trả lời. Thế muốn trả lời được cái câu đấy thì các em luôn luôn nhớ chỗ này, thực ra nếu mà hiểu thì rất là dễ, bởi vì lúc nào trong lòng mạch này nó cũng sẽ có hai cái loại áp suất thôi. Ở bất kỳ đâu nó cũng có hai loại áp suất. Trong lòng mạch này nó có áp suất thủy tĩnh, đúng không ạ? Áp suất thủy tĩnh tức là gì? Biết áp suất thủy tĩnh là gì không?
Nó có áp suất của nước, ví dụ như thế này. Áp suất thủy tĩnh là gì? Tim bơm do áp suất tim tạo ra. Áp suất thủy tĩnh là như này nhá. Các em hình dung là khi mà ở đâu đấy có dịch, đúng không ạ? Thì cái dịch đấy nó sẽ đè lên cái thành chứa nó ấy, một cái lực nhất định. Đấy, ví dụ bạn để nước, bạn cho nước vào một cái cốc, một cái quả bóng thôi, đúng không ạ? Thế thì cái nước ở trong quả bóng đấy nó sẽ đè lên thành quả bóng một cái lực nhất định. Bây giờ bạn chọc thủng cái quả bóng đấy thì nước nó sẽ phun ra khỏi quả bóng, đúng không? Đấy, thế thì nước nó sẽ phun ra khỏi quả bóng là phụ thuộc vào cái lượng nước trong quả bóng này nhiều hay ít, đúng không ạ? Thế cái lực mà cái nước này này nó đè lên cái thành quả bóng, người ta gọi là áp suất thủy tĩnh. Thủy tức là nước, mà tĩnh tức là nước đứng yên, đúng không ạ? Khi mà nước đứng yên thì nó lúc nào nó cũng đè lên trên thành mạch một cái lực nhất định. Đấy, và bạn chỉ cần chọc thủng một cái lỗ thủng thì chính cái lực mà nó đang đè lên đấy nó sẽ làm cho nước phun qua cái lỗ thủng đấy. Nếu mà nhiều nước thì cái lực mà đè lên thành mạch nhiều, đúng không? Cho nên lượng nước nó phun qua cái lỗ đấy sẽ mạnh. Mà ít nước thì tức là lượng cái lực mà đè lên cái thành mạch này nó sẽ ít và cái lượng nước phun ra nó cũng sẽ ít. Hình dung ra chưa ạ? Đấy, như vậy hiểu nôm na là áp suất thủy tĩnh ý, tức là cái lực mà huyết tương hay là máu này đè lên trên thành mạch, đúng không ạ? Đấy. Thế thì ở đầu động mạch thì cái lực này nó là 30 mm thủy ngân. Thế còn ở đầu tĩnh mạch này thì cái lực này nó là 10 mm thủy ngân. Ở đầu động mạch nó gần tim cho nên cái lực này nó nhiều, đúng không ạ? Thế còn ở đầu tĩnh mạch này thì nó xa tim nên cái lực này nó chỉ còn có 10 mm thủy ngân thôi. Đấy, thế đấy là cái loại lực nhất. Loại thứ hai là áp suất keo của huyết tương. Tức là trong cái lòng mạch này lúc nào nó cũng có một cái lượng protein nhất định cho nên nó cũng có một cái áp suất keo nhất định. Đúng không ạ? Thế thì áp suất keo của huyết tương là lúc nào nó cũng bằng 28 mm thủy ngân. Đấy, cho dù ở động mạch hay ở tĩnh mạch thì nó vẫn có một cái lượng protein như thế, cho nên là lúc nào nó cũng tạo nên một cái áp suất keo là khoảng 28 mm thủy ngân. Chỗ này đồng ý chưa ạ? Đấy, như vậy đấy là trong lòng mạch nhé. Bây giờ trong khoảng kẽ. Trong khoảng kẽ có gì không? Trong khoảng kẽ đúng ra là nó có dịch. Nhưng vì nó thông thương với cái mạch bạch huyết ý, cho nên tí nữa cái phần đến mạch bạch huyết thì các em biết là vì nó thông thương với mạch bạch huyết và mạch bạch huyết nó có cái bơm bạch huyết cho nên lúc nào nó cũng hút hết cái dịch ở trong khoảng kẽ ra. Có protein trong khoảng kẽ nó cũng hút hết qua cái bơm này. Đấy, của cái mạch bạch huyết. Thế cho nên là trong khoảng kẽ thì có dịch nhưng vì nó có cái bơm bạch huyết này lúc nào nó cũng hút dịch liên tục ở trong khoảng kẽ ra. Cho nên lẽ ra cái dịch này nếu như nó đứng yên thì nó sẽ đè lên cái thành mạch một cái lực nhất định. Đúng không ạ? Thế nhưng mà vì nó luôn luôn nó bị hút ra cho nên là cái lực này người ta tính được cái áp suất thủy tĩnh ở trong khoảng kẽ là âm 30 mét thủy ngân. Tức là cái bơm bạch huyết này này nó còn góp phần làm cho dịch và các chất hòa tan đi từ trong lòng mạch và trong khoảng kẽ bình thường là bằng, nếu mà ở đầu động mạch này là bằng 30 mét thủy ngân. Thế nhưng mà cái bơm bạch huyết này nó còn làm cho cái áp suất âm trong khoảng kẽ lại còn âm thêm 30 mét thủy ngân nữa. Cho nên dịch lại càng hút ra dễ hơn. Tức là dịch đi từ động mạch và trong khoảng kẽ dễ hơn. Đấy, thế còn trong khoảng kẽ này thì nó lúc nào nó cũng có một cái lượng protein nhất định. Nó đâu đó khoảng 2 gram trên decilit. Và với cái lượng protein như vậy thì nó tạo nên cái áp suất keo ở khoảng kẽ là 8 mm thủy ngân. Đấy, và chúng ta biết là cái vai trò của áp suất keo là lúc nào nó cũng giữ nước và các chất hòa tan mà. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ mình mới xem là ở đầu cái đầu mao mạch này thì nó có những lực nào để đẩy nước và có chất hòa tan từ lòng mạch vào trong khoảng kẽ. Đầu tiên là áp suất thủy tĩnh ở khoảng kẽ đầu mao mạch là 30 mét thủy ngân, đúng không? Cái thứ hai là cái áp suất âm trong khoảng kẽ, âm 30 mét thủy ngân là do cái bơm bạch huyết này nó luôn luôn hút dịch ra đấy.
và cái áp suất keo của dịch kẽ giữ nước và các chất hòa tan ở trong khoảng kẽ. Đấy. Thế như vậy chúng ta thấy tổng cộng cái lực mà đẩy nước từ trong lòng mạch, từ trong lòng mạch vào trong khoảng kẽ là bằng 41 mm thủy ngân. Đúng không ạ? Thế trong khi đó cái dịch cái áp suất keo mà giữ nước lại ở trong thành mạch chỉ có 28 mm thủy ngân thôi. Như vậy một ông đẩy thì là 41 mà ông giữ lại thì chỉ có 28. Cho nên cái chênh lệch áp suất ở tại cái đầu mao động mạch này là bao nhiêu? 41 trừ đi 28 bằng 13. Đúng không ạ? Như vậy lực đẩy nước ra khỏi thành mạch vẫn thắng cái lực giữ nước lại là 13 mét thủy ngân. Cho nên kết quả là cái đầu mao động mạch này thì nước và các chất hòa tan sẽ đi từ trong lòng mạch vào trong dịch kẽ với một áp suất là 13 mét thủy ngân. Hình dung ra chưa ạ? Đấy. Thế cho nên là ở cái đầu mao động mạch này thì vì cái sự chênh lệch của các cái áp suất giữa khoảng áp suất này có hai loại áp suất là áp suất thủy tĩnh và áp suất keo ở trong lòng mạch với áp suất thủy tĩnh và áp suất keo ở trong khoảng kẽ thì nó tạo ra cái lực đẩy nước từ trong lòng mạch vào trong khoảng kẽ này là 13 mm thủy ngân. Đấy, thế cho nên nước và các chất hòa tan sẽ đi từ trong lòng mạch vào trong khoảng kẽ. Đúng không ạ? Và đã đi vào khoảng kẽ thì cái việc nó tiếp tục trao đổi chất với tế bào là diễn ra dễ rồi. Chỗ này có ai hỏi gì không? Đấy. Thế còn bây giờ đến cái phần khoảng kẽ với đầu mao tĩnh mạch. Thì chúng ta biết là ông khoảng kẽ này thì lúc nào ông cũng có một cái lực áp suất âm ở trong khoảng kẽ là âm 3 mm thủy ngân rồi. Biết rồi, áp suất keo dịch kẽ là 8 mm thủy ngân, không thay đổi rồi. Thế nhưng mà áp suất đầu mao tĩnh mạch này thì nó chỉ có 10 mm thủy ngân thôi. Đấy, cho nên cái tổng cái lượng cái lực mà để cho nước đi từ trong mao tĩnh mạch vào trong khoảng kẽ thì chỉ có 21 mm thủy ngân ở đây. 10 này với trừ 3 với 8 là 21 mm thủy ngân. Nhưng mà cái áp suất keo ở trong mao mạch, trong mao tĩnh mạch này nó vẫn là 28. Như vậy 28 tức là cái lực giữ nước và các chất hòa tan ở trong tĩnh mạch trừ đi cái lực đẩy ra khỏi là 21 thì vẫn còn là lệch 7. Như vậy cái lực mà để kéo nước và các cái chất hòa tan từ dịch kẽ vào trong tĩnh mạch là lớn hơn, đúng không ạ? 7 mm thủy ngân. Thế cho nên là ở cái đầu mao tĩnh mạch này thì nước và các chất hòa tan nó sẽ có xu hướng đi từ dịch kẽ vào trong tĩnh mạch. Đấy, thế cho nên là nước lại được quay trở về cái tuần hoàn tĩnh mạch tại dịch. Rồi là các cái chất hòa tan nó cũng lại được quay trở về tuần hoàn tĩnh mạch. Đấy, thì đấy là cái cơ chế mà nó sẽ được tái hấp thu các chất và dịch từ khoảng kẽ vào trong cái đầu mao tĩnh mạch. Thế như vậy là chúng ta thấy các cái mao mạch này là cái chỗ rất là quan trọng để nó thực hiện cái quá trình trao đổi chất giữa mao mạch hay là khoảng kẽ với tế bào. Đúng không ạ? Đấy. Và như vậy là cái việc, cho nên các em thấy là ở trên lâm sàng các cái bệnh nhân của các em mà họ bị co mạch máu não ấy, thì thực chất là họ bị co các cái mao mạch não này. Thế cho nên là oxy và các chất dinh dưỡng khi đến đây nó không thực hiện được cái việc là cung cấp cho các tế bào não cũng như là các cái sản phẩm chuyển hóa của tế bào như là CO2 hoặc các sản phẩm chuyển hóa, nó không được đi quay trở lại vào trong cái vòng tuần hoàn, nó cứ ứ tụ ở đấy. Đấy, thế cho nên là tế bào nó bị thiếu oxy rồi lại bị ngấm các cái thừa CO2, lại bị các cái chất chuyển hóa dở dang ở đấy. Cho nên là khi mà co mạch não là bệnh nhân rất là dễ bị đau đầu, đúng không ạ? Đấy, và các cái biểu hiện khác tùy theo cái vùng mà cái mao mạch nó bị co. Có thể là buồn nôn, có thể là chóng mặt, có thể là đau đầu, vân vân. Thế cho nên là các cái thay đổi của cái tại cái vùng tuần hoàn mao mạch là nó rất là quan trọng với mô. Đấy, thế thì trên lâm sàng thì khi mà hiểu được cái cơ chế này rồi thì đối với những cái bệnh nhân mà các em nghĩ tới cái rối loạn nội môi của cái bệnh nhân này là nó chỉ xảy ra tại cái vùng, ví dụ như là vùng liên quan đến các cái mao mạch nuôi cái tế bào não, nuôi các tế bào neuron thôi chẳng hạn. Đấy, thì lúc đấy các em sẽ cân nhắc để cho các cái thuốc mà nó giải quyết các cái tuần hoàn của mạch máu não, cân bằng được ở đây. Đấy, thì đấy là cái nguyên lý trong điều trị của chúng ta.
thì lúc đấy các em sẽ lựa chọn các cái thuốc phù hợp. Đấy, đến đây thì có ai hỏi gì không ạ? Thưa cô, là em có câu hỏi ạ. Xin mời em. Vâng, em thưa cô là tại sao trong cái việc tính toán này mình không tính toán đến áp suất thủy tĩnh ở dịch kẽ lên thành mao mạch? Tại vì nó là một yếu tố để ngăn thoát dịch từ thành mạch ra khỏi kẽ. Đúng rồi. Ở trên này trong các cái công thức ấy, thì em đều thấy là có áp suất thủy tĩnh trong trong dịch kẽ này. Người ta đều đề bằng âm 3 đúng không? Nhìn thấy không? Thế thì bình thường nếu như mà không có cái bơm bạch huyết ấy, là nó luôn luôn hút dịch từ trong khoảng kẽ vào bạch huyết ấy. Nếu như không có cái bơm này thì có nghĩa là ở trong dịch kẽ này nó sẽ có một lượng dịch nhất định, và cái dịch đấy nó sẽ đè lên cái thành mao mạch này và nó sẽ đẩy nước và các chất hòa tan từ dịch kẽ vào trong lòng mạch. Đúng không ạ? Nếu như cái khoảng kẽ của chúng ta là một khoảng kín, là một không gian kín, thì cái áp suất thủy tĩnh nó sẽ đi từ trong khoảng kẽ vào trong lòng mạch, như ý của em họ nói. Nhưng mà vì ở cái khoảng kẽ này nó được thông thương với mạch bạch huyết, và cái bơm bạch huyết nó luôn luôn có nhiệm vụ là hút dịch và protein thừa ở trong khoảng kẽ vào trong cái hệ thống bạch huyết. Đấy, thế cho nên là cái dịch mà ở trong khoảng kẽ nó, người ta mới đo được là nó không có cơ hội để tạo một cái áp suất lên trên thành mạch. Bởi vì luôn luôn nó có cái bơm để hút ra, thì nó làm gì có cơ hội để đè lên thành mạch đâu. Và chính cái lực hút đấy, nó không những đã không làm cho cái dịch nó đè lên thành mạch, nó lại còn tạo một cái lực thuận lợi hơn cho nước đi từ thành mạch vào trong khoảng kẽ, cỡ khoảng âm 3 mm thủy ngân. Hình dung chưa ạ? Đấy. Cho nên là mặc dù người ta có tính đến, nhưng cái lực đấy nó không có tác dụng để đẩy nước và các chất hòa tan trở lại trong lòng mạch, vì cái vai trò đây là cái bơm bạch huyết ấy. À, con. Đấy. Thế thì hy vọng là như vậy, tóm lại thì chúng ta thấy là như vậy là cái protein huyết tương ấy là trong lòng mạch luôn luôn, cho dù là ở vị trí mạch mao động mạch hay mao tĩnh mạch, hay là động mạch hay tĩnh mạch, thì cái lượng protein huyết tương ở trong lòng mạch nó luôn luôn tạo nên một cái áp suất keo của huyết tương là 28 mm thủy ngân, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ là cái áp suất này thì nó luôn luôn có tác dụng là giữ nước và các chất hòa tan ở lại trong lòng mạch. Đấy, thế còn cái áp suất thủy tĩnh thì tôi đã trình bày với các bạn rồi. Đấy, và đấy là cái lý do mà cái quá trình trao đổi chất nó sẽ được thực hiện ở tại mao mạch. Và ở tại đầu mao động mạch thì dịch và các chất hòa tan sẽ đi vào khoảng kẽ. Nhưng tại đầu tĩnh mạch thì dịch và các chất hòa tan ở trong khoảng kẽ lại quay trở về hệ thống. Em phải chắc rồi đi. Vâng, còn ai hỏi gì không ạ? Bây giờ chúng ta sang một cái phần tiếp theo là cái dịch bạch huyết. Đây là thành mạch, động mạch đây, đúng không ạ? Đây là các cái mao mạch, mao động mạch đây. Đây là các cái mao tĩnh mạch đây, đúng không ạ? Đây là tiểu tĩnh mạch đây. Thì chúng ta vừa nhìn thấy cái hệ thống mao mạch. Thế thì ở khoảng kẽ đây là các cái phần màu vàng này là bạch mạch. Đấy, em nhìn thấy bạch mạch. Thì cái phần khoảng kẽ nó sẽ được thông với cái hệ thống bạch mạch này, đúng không ạ? Đấy, và toàn các cái dịch kẽ nó sẽ được thông thương với hệ thống bạch mạch. Thế cho nên là vai trò bây giờ mình mới thấy là dịch kẽ thì chảy vào hệ thống bạch mạch. Như vậy là sau khi mà mao mạch nhá, từ mao động mạch này, một lượng dịch nhất định nó sẽ chảy vào trong khoảng kẽ này. Đấy. Thì có khoảng 1/10 cái lượng dịch ở trong khoảng kẽ này sẽ chảy vào trong hệ thống bạch mạch. Còn 9/10 nó sẽ được tái hấp thu vào trong cái hệ thống tĩnh mạch này. Đấy, để quay trở về tuần hoàn tĩnh mạch. Thế thì 1/10 cái lượng dịch kẽ mà chảy vào trong hệ thống bạch mạch này chính là nhờ cái bơm ở trên cái bạch huyết nó hút, đúng không ạ? Thế thì tại sao nó lại thực hiện được cái việc đấy? Là vì các em nhìn lại cái cấu trúc trong sách đấy, có trình bày cái cấu trúc của cái thành bạch mạch ấy, là nó có các cái lớp tế bào,
và nó chồng khớp lên nhau, tế bào nọ chồng lên tế bào kia và nó tắc. Cho nên làm cho cái dịch kẽ khi mà đã chảy được vào cái hệ thống bạch mạch này rồi thì nó không chảy ngược trở lại vào trong khoảng kẽ được nữa. Đấy. Thế thì nó hoạt động giống như là một cái bơm. Và cái lượng protein thừa ở trong khoảng kẽ này, bình thường là trong khoảng kẽ này thì nó sẽ có khoảng 2 gram trên decilit là protein. Còn cứ nếu cao hơn 2 gram là lập tức nó sẽ được chuyển vào trong cái hệ thống bạch mạch này. Thế và khi mà protein đã đi thì nó sẽ kéo theo nước đi theo. Đúng không ạ? Thế cho nên nó luôn duy trì ở trong khoảng kẽ này có một lượng protein nhất định và một lượng dịch nhất định. Ít thôi, không đáng kể. Đúng không ạ? Còn cứ thừa là nó sẽ bị đưa vào cái hệ thống bạch mạch. Thế cho nên người ta mới nói rằng cái chức năng của hệ thống bạch huyết ấy là kiểm soát nồng độ protein khoảng kẽ, kiểm soát thể tích dịch kẽ và áp suất dịch kẽ. Đấy. Thế cho nên ở trên những cái bệnh nhân mà em thấy nếu mà cái họ bị viêm cái hệ thống bạch huyết chẳng hạn, hoặc hệ thống bạch huyết này không làm việc chẳng hạn, hoặc là bị tắc chẳng hạn, hoặc là bị viêm chẳng hạn, thì lập tức dịch tăng và dịch rồi protein nó sẽ ứ lại trong khoảng kẽ và bệnh nhân bị phù. Đúng không ạ? Và cái phù này là phù rất to, phù người ta gọi phù chân voi đấy. Đấy, chỉ đến khi nào mà giải quyết các cái viêm ở hệ thống bạch mạch xử lý được để cho cái hệ thống bạch mạch này trở về bình thường thì các cái viêm đấy nó thì các cái khoảng kẽ này nó mới biết. Cho bạn thử tôm vào chưa? Nó nhạt nhỉ? Nó mặn không ăn được. Nguyễn Thị Thủy mời bạn. Tí trong ăn một bát cơm với vợ nhá. Tí trong ăn một bát cơm với vợ nhá. Thủy ơi, Thủy tắt giúp cái mic. Bạn đói lắm rồi. Thủy vừa bật mic vừa xem màn hình kìa. Thế còn thành phần của dịch kẽ như là thành phần của dịch bạch huyết thì nó cũng tương tự như dịch kẽ thôi. Thế như vậy cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đấy chính là các cái protein ở dịch bạch mạch. Đó. Thì hầu hết ở các mô thì nó có khoảng 2 gram trên decilit, nhưng mà riêng ở gan thì nó là 6 gram trên decilit và ruột thì nó khoảng 3 đến 4 gram trên decilit. Và các em thấy là đây, đây là cái hệ thống mạng lưới mao mạch ở cái hình dưới này. Đấy. Thì các cái dịch kẽ nó sẽ được chảy vào hệ thống bạch mạch đây, là cái phần màu xanh này. Và sau đó thì nó theo cái hệ thống mạch bạch huyết. Đấy. Để đổ về cái ống ngực. Đúng không? Thì cái lượng protein mà ở trong trong cái hệ thống ống ngực này nó khoảng 3 đến 5 gram trên decilit. Đấy. Thế và có một điểm nữa là em có thấy nói về cái câu chuyện là các cái bạch cầu ấy nó sẽ được di chuyển trong các hệ thống bạch mạch này, đúng không ạ? Đây đi đi qua các cái hạch hạch bạch huyết này, này đúng không ạ? Đấy. Thì nó có thể bị giữ lại ở các cái hạch bạch huyết này. Ví dụ như cái amidan của chúng ta cũng là một cái hạch bạch huyết đúng không ạ? Đấy. Thế thì làm sao mà có bao giờ đặt cái câu hỏi là làm sao mà cái bạch cầu nó lại đi được vào hạch bạch huyết không? À như vậy mình mới thấy là nhá, cái ông máu này thì hồng cầu ông ý ít khi nào mà ông ý thoát mạch để đi vào khoảng kẽ lắm, đúng không ạ? Và ông chỉ làm nhiệm vụ là chuyên chở oxy đến đây thôi, xong ông nhả oxy vào trong khoảng kẽ, thế là oxy đi đến tế bào, đúng không ạ? Thế nhưng mà ông bạch cầu ấy thì ông có khả năng thoát mạch, cho nên ông có thể đi vào khoảng kẽ này được. Và vì thế nếu như mà tế bào của mình mà bị có vấn đề gì liên quan đến nhiễm virus vi khuẩn là các ông bạch cầu này ông có thể đến ông xử lý được, ông ấy chiến đấu được ở luôn ở mức tế bào, đúng không ạ? Đấy. Và sau khi ông chiến đấu xong thì ông sẽ được đưa vào cái hệ thống bạch mạch này để trở về hệ thống tuần hoàn thông qua cái hệ thống bạch mạch này, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái điểm. Đấy, thế như vậy là cái phần mà tôi hướng dẫn các bạn học ở đây ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn các bạn hình dung được là cái nội môi của cơ thể mình nó chính là dịch ngoại bào. Như vậy là tất cả các tế bào của mình đều được nhúng trong cái môi trường dịch ngoại bào này để mà các tế bào này sống sót, sống được và thực hiện được chức năng được.
Và trong cái môi trường dịch ngoại bào này thì có ba cái dịch mà thực ra nó thông thương được với nhau. Đấy là dịch huyết tương ở trong lòng mạch. Nó thông thương được với dịch kẽ. Đấy. Và dịch kẽ chính là cái nơi mà nó sẽ xảy ra cái quá trình trao đổi chất ở tại cái chỗ mao mạch. Đấy. Và dịch kẽ này thì nó lại thông thương với cái hệ thống dịch bạch mạch. Đấy. Và như vậy thì ba cái hệ thống huyết tương này, dịch kẽ này và dịch bạch huyết này là nó vẫn lưu hành ở khắp cơ thể và nó thông thương với nhau. Đấy, thế cho nên là mặc dù trên lâm sàng mình chỉ làm các cái xét nghiệm máu thôi, nhưng mà mình có thể biết được cái tình trạng của nó ở trong khoảng kẽ. Mình cũng có thể sơ bộ biết được cái câu chuyện nó ở trong cái dịch bạch huyết để chúng ta chẩn đoán các cái rối loạn nội môi. Đấy, thế còn các cái dịch mà nó khư trú tại một chỗ mà chúng ta gọi là dịch xuyên màng đấy, ví dụ như là dịch não tủy, ví dụ như là dịch nhãn cầu hay là dịch ổ khớp thì ở trong sách viết rất là kỹ rồi, thì cũng tương tự theo cái nguyên lý này, thì các em xem là thành phần của các cái dịch này như thế nào, đúng không ạ, chức năng của mấy cái dịch đấy là gì và nó sẽ được tạo thành như thế nào, nó sẽ được tái hấp thu như thế nào và có những cái yếu tố gì ảnh hưởng đến cái việc tạo thành và tái hấp thu của nó. Thì cái phần đấy trong sách trình bày rất là kỹ, cho nên tôi không làm rõ nữa. Nhưng mà tôi chỉ thấy là mấy cái phần mà để trình bày về các cái dịch mà nó lưu hành khắp cơ thể để phản ánh được cái tính cân bằng nội môi, nó chưa được thể hiện rất là rõ ở trong sách, thì tôi hướng dẫn lại, hướng dẫn các bạn để các bạn khi mà các bạn học, các bạn lưu tâm hơn thôi. Đấy, thì đấy là xong cái phần dịch. Em có hỏi gì không? Như vậy là chúng ta cũng đã xong được cái phần đặc điểm của cơ thể sống, thì chỉ có 3 đặc điểm chính thôi. Đúng không ạ? Thì đến bây giờ chắc chắn là các bạn đã thuộc rồi. Đặc điểm chuyển thay cũ đổi mới này. Đặc điểm thứ hai là chịu kích thích và đáp ứng với kích thích này. Đặc điểm thứ ba là sinh sản giống mình này. Đấy. Và cái khái niệm thứ hai là khái niệm nội môi, thì bây giờ các bạn cũng đã nắm được rồi. Nội môi chính là cái môi trường dịch ở bên trong cơ thể nhưng mà bên ngoài tế bào, và nó chính là cái dịch ngoại bào. Và cái nội môi này nó cần phải luôn luôn được ở trong một cái giới hạn bình thường, kể từ pH cho đến nhiệt độ, cho đến áp suất thẩm thấu, cho đến huyết áp, cho đến thành phần của các chất. Và nó phải ở trong cái giới hạn bình thường như thế này thì các tế bào mới sống được và mới thực hiện được chức năng. Thế và để duy trì cái giới hạn bình thường này thì cơ thể luôn luôn có cái cơ chế điều hòa theo cơ chế điều hòa ngược, mà thông qua con đường thần kinh là thông qua các phản xạ, và thông qua con đường thể dịch là thông qua kiểm soát các chất khí, kiểm soát nồng độ của các ion và các cái hormone, để duy trì cho cái tính hoàn định của nội môi nó luôn luôn ở trong một giới hạn bình thường. Và khi nào mà cơ thể không tự điều hòa được thì nó sẽ chuyển sang trạng thái bệnh lý. Và đấy là vai trò của các bác sĩ. Đấy là vai trò của nhân viên y tế. Và muốn trở thành nhân viên y tế giỏi, các bác sĩ giỏi, thì chúng ta làm sao phát hiện được các cái rối loạn nội môi là cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta tìm được các nguyên nhân mà dẫn đến các cái rối loạn nội môi này. Và chúng ta đưa nó về cái cân bằng nội môi như trong điều kiện bình thường. Thế là chúng ta là nhân viên y tế giỏi, là bác sĩ giỏi. Đúng không ạ? Đấy. Và các cái dịch ngoại bào hay là các cái nội môi mà chúng ta cần phải quan tâm, đấy chính là huyết tương, đấy chính là dịch kẽ, đấy chính là dịch bạch huyết, đấy chính là dịch ổ khớp, các cái dịch xuyên màng như là dịch ổ khớp, dịch nhãn cầu, dịch não tủy. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta cần có để góp phần vào chẩn đoán các cái bất ổn về nội môi cũng như là theo dõi trong quá trình điều trị. Hình dung ra được câu chuyện đấy ạ. Đấy, thế đến đây các em có hỏi gì về hai cái nội dung này không? Và nếu có các cái câu hỏi gì thì các em cứ tiếp tục cho lên cái hộp chat, và trong giờ nghỉ thì tôi sẽ xem các cái câu hỏi của các em. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút để chúng ta tiếp tục sang cái phần tiếp theo. Nhá. Và bây giờ là theo đồng hồ của tôi thì là 10 giờ kém.